Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với tiết học công nghệ chính. Ngày hôm nay của thầy rất là vui lại được đồng hành hướng dẫn các em bài 5 thực hành nối dây dẫn điện. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách nối thẳng dây dẫn lõi một sợi. Để thực hành đầu tiên các em cần chuẩn bị các loại vật liệu, dụng cụ như sau. Kìm cắt, kìm điện, kìm nhọn, dây dẫn điện lõi một sợi. Giấy ráp, băng keo cách điện. Bước 1, bóc vỏ cách điện. Bóc vỏ cách điện bằng dao hoặc bóc vỏ cách điện bằng kìm tuốt dây. Bước 2, làm sạch lõi. Làm sạch lõi bằng giấy ráp, giấy nhám để mối nối tiếp xúc tốt, tăng tính dẫn điện. Bước 3, nối dây. Uốn gập lõi. Vặn xoắn. Kiểm tra mối nối.
Bước 4. Cách điện mối nối. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo.